Dám trốn học ra đây uống trà sữa ha. Các em không lo ngoan ngoãn học hành, hết đánh nhau rồi tới trốn học. Các em không thương ba mẹ của mình hả? Tất cả các bạn là do em rủ đi chung, nên nếu mà có phạt á, cô phạt mình em được rồi cô. Đương nhiên là em sẽ bị phạt nặng nhất, còn lại các em cũng sẽ bị phạt hết, cho nên em khỏi có thể hiện anh hùng ha. Dạ em xin lỗi cô. Bà cấm con không chơi bời với những bạn bè lưu lỏng phá phách hư hỏng như vậy nữa. Phải đi chọn bạn mà chơi nghe chưa? Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy người khác bị ba mẹ mắng hả? Chưa. Ta mồ coi mà.